Thưa các đồng chí và các bạn, rất hân hạnh được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên đề Vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Long An phối hợp thực hiện. Như thường lệ, mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động trong tháng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Phần cuối là phóng sự phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất nhập cảnh trái phép. Dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cùng đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ đồn biên phòng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã quán triệt sâu sắc đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và các ban chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép đến các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc, đồng thời xây dựng nghị quyết lãnh đạo và các kế hoạch chuyên ngành chuyên đề cao điểm để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín biên giới, cửa khẩu, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình địa bàn, đối tượng, góp phần thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, lực lượng trinh sát và các đồn biên phòng cần quán triệt, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng và các quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác nghiệp vụ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng quân, đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch đề ra. Cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm 2022, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh Long An và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo đúng quy định, đồng thời cụ thể hóa triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại vướng mắc trong thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị thời gian tới. Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, những điểm chưa làm được. Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của trên, đặc biệt là chỉ thị 173 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các văn bản xây dựng đơn vị, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị thời gian tới đạt kết quả cao hơn, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Thưa các đồng chí và các bạn, trước làn sóng biến chủng mới Omicron như BA4, BA5 khiến số người mắc COVID-19 càng lúc càng tăng trở lại trên thế giới, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân. Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến bà con nhân dân biên giới về tình hình dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phòng chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới, giữ vững thành quả chống dịch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới. Bộ đội biên phòng Long An xin giữ miền quê trung kiên, bài ca mãi vang trên tuyến đầu. Trên trận tuyến không tiếng súng, chiến đấu với giặc COVID-19. Dù tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát, nhưng với người lính biên phòng, họ vẫn tiếp tục âm thầm vượt qua nhiều cam go, thử thách để bảo vệ cho nhân dân nơi biên giới. Còn đó, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục bám chốt, bám địa bàn trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Đối với họ, hạnh phúc của bản thân luôn đặt phía sau Tổ quốc. Trên những nẻo đường biên cương của Tổ quốc, tận mắt chứng kiến sự gian khổ, hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng trên trận tuyến không tiếng súng này, mới hiểu trái tim yêu Tổ quốc, yêu đồng bào của họ lớn đến nhường nào. Những người lính biên phòng hôm nay đã sống và chiến đấu kiên cường để mãi xứng đáng với truyền thống của cha ông và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ nhân dân trước cơn bão COVID-19 và trong trạng thái bình thường mới hiện nay. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó của các anh đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đều đặn mỗi ngày, hình ảnh những chiến sĩ quân hàm xanh thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chở theo phía sau một chiếc loa phát các nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới khắp các tuyến đường xóm ấp trên khu vực biên giới. Tiếng loa biên phòng đã trở nên gần gũi và thiết thực với người dân nơi biên giới. Hay từng tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ gia đình phát tận tay người dân từng tờ rơi tuyên truyền đã không còn là hình ảnh xa lạ với nhân dân nơi đây. Thấy cái đợt dịch anh em rồi tới đây thấy cũng chốt ở đây rồi anh em ấp xã rồi biên phòng đồ nói chung anh em ta cũng tới, người ta qua lại người ta cũng kiểm tra, người ta nhắc nhở thì mình cũng tuân lệnh người ta, rồi mình ví dụ mình ở đây mình thấy cái gì mà không được á mình cứ gọi báo. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới về dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, hoạt động tuyên truyền vẫn đang được Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thực hiện xuyên suốt. Từ đó tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới. Với phương châm đi từ ngõ, gõ từ nhà, tôi cùng với tổ công tác xuống từng nhà dân để tuyên truyền vận động nhân dân các chủ trương, chính sách và cái pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm rõ cái tình hình dịch bệnh hiện nay và cái hành vi là xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với công tác tuyên truyền lưu động, đơn vị thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền tại trụ sở các xã, ấp. Tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn đóng quân, công tác tuyên truyền được Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai với nhiều nội dung đa dạng, hình thức khác nhau. Là người dân biên giới, chúng tôi luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu
xe trái của bọn tội phạm đưa người qua biên giới trái phép. Nếu mà phát hiện tội phạm thì chúng tôi báo ngay về cơ quan chức năng để cho người dân nhận thức được và không chủ quan lơ là trước tình hình dịch bệnh. Hiện nay thì tình hình dịch chồng dịch thì vừa dịch bệnh COVID-19 và có dịch bệnh đậu mùa khỉ thì địa phương cũng thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội đoàn thể, tuyên truyền đến người dân để nhận thức được cái tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ. Vấn đề xuất nhập cảnh trái phép, các cái đối tượng là móc nối để là đưa người trái phép sang biên giới. Nhận thấy được điều đó thì lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân cũng có chỉ đạo cho lực lượng quân sự, lực lượng công an phối hợp với lực lượng đồn biên phòng xây dựng cái kế hoạch tăng cường công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm nhằm cho người dân nắm rõ và nhận thức được là việc đưa người trái phép sang biên giới là vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt người nghe về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống dịch, các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị tiếp tục duy trì tốt các tổ chốt trạm trên biên giới. Các tổ chốt trạm hoạt động đảm bảo nề nếp, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát chốt chặn biên giới 24/24, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc xuất nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã cử hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, thì trạm kiểm soát biên phòng Hòa Đình được sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ huy đồn cũng như là quán triệt các bộ mạng của trên thực hiện tốt việc thường xuyên liên lạc với các lực lượng công an, dân quân quản lý tốt địa bàn đường biên cột mốc. Trong thời gian qua thì địa bàn cơ bản ổn định. Trong thời gian tới, đồn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo của trên, đặc biệt là trong cái công tác phối hợp với công an, quân sự làm tốt cái công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, đối tượng, sàng lọc các đối tượng và qua đó đã cho viết cam kết và không tham gia đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt trong cái công tác phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và các dịch khác trên biên giới thì đồn đã thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với các lực lượng chức năng, làm tốt cái công tác rà soát, sàng lọc những cái đối tượng mà có nguy cơ lây lan dịch bệnh vào trong địa phương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường, nhiều biến chủng mới xuất hiện, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp tục nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của một người lính biên phòng, tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực cao nhất cùng với chính quyền địa phương và nhân dân trên biên giới, phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Các đồng chí và các bạn xem lại thân mến, nội dung phóng sự phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới đã khép lại chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Long An phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau, được phát sóng vào lúc 19:45 ngày 19 tháng 9 năm 2022 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.